Quý vị và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mở đầu bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những lời bất hủ được ghi trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh suy rộng ra thành quyền của các dân tộc. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Đây là một sự sáng tạo trong tư duy của người, thể hiện tầm nhìn thời đại từ quyền của cá nhân trở thành quyền của dân tộc. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền được hưởng tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đã gằn góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đây là khát vọng của nền độc lập dân tộc và hướng đến tương lai ấm no, văn minh, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 38 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sau đây mời quý vị và các bạn nghe lại tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc cách đây 38 năm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chồng ơi, chồng ơi, vợ tìm thấy rồi. Ôi, tìm được chỗ học tiếng Anh cho con rồi à, vợ ơi? Đúng thế, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, tổ chức Anh ngữ uy tín tại Việt Nam với 100% giáo viên là người nước ngoài nhé. Ocean Edu, nghe quen lắm vợ ạ. Ocean Edu có mặt tại Việt Nam gần 17 năm rồi, với hơn 150 chi nhánh đào tạo trên cả nước. Trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi đấy. Vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi. Bây giờ nhiều trường đại học top đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy. Chưa hết nhá, Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS. Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ trình học tập phù hợp. Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, giúp các con có thể học tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi. Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi. Học tiếng Anh không khó. Đã có Ocean Edu. Làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900 6494 và website ocean.edu.vn để được tư vấn. Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn. Thông báo tuyển sinh năm 2023, trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, trường chất lượng cao, được thành lập năm 1971, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trường hiện tại đang đào tạo các ngành nghề chất lượng cao tiếp cận chuẩn quốc tế. Đóng trên địa bàn trung tâm thành phố Bắc Ninh, cách ngã 6 khoảng 500m, địa chỉ số 188 đường Nguyễn Tất. Về kêu hè về bạn tôi ơi, lên rừng xuống biển thỏa đam mê, chưa có xe ra hết tậu ngay đê. Từ nay đến 30 tháng 9, mua xe Honda sẽ được lựa chọn trả góp lãi suất 0% hoặc mua vàng quà tặng hấp dẫn khác, tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s hoặc loa Bluetooth CBL khi mua WinX, tặng sạc pin dự phòng Samsung hoặc hỗ trợ mua sạc Cuba trị giá 1 triệu đồng khi mua Vision, tặng thẻ điện thoại 500.000 đồng khi mua quay Alpha Blackwater SX.
tưng bừng hè xanh, rộn ràng ưu đãi, hãy đến check ngay. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.